Xin chào, tôi là tiến sĩ Dale Kern, hiện đang tham gia nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm New Skin toàn cầu. Tôi rất vui khi có cơ hội chia sẻ với các bạn về quá trình chúng tôi sáng tạo nên thiết bị AgeLock Boost. Chìa khóa đằng sau chiếc máy AgeLock Boost là công nghệ dòng điện microcurrent độc đáo, độc quyền. Điều này chỉ có ở New Skin và chúng tôi vô cùng háo hức với tiềm năng này. Không giống dòng điện microcurrent truyền thống mà mọi người thường biết, công nghệ tạo xung điện thiết bị AgeLock Boost tạo nên các xung điện ngẫu nhiên không liên tục đến làn da với tần suất 8 lần mỗi giây. Đồng thời, các xung điện sẽ trở nên cân bằng điện tích bằng cách chuyển đổi liên tục từ điện âm sang điện dương liên tục mỗi 24 giây. Khi sử dụng thiết bị với tinh chất dưỡng da AgeLock Boost Activating Treatment, dòng điện microcurrent với xung điện được tạo ra liên tục sẽ giúp kích thích da, giúp da trở nên tươi tắn tự nhiên, bao gồm sự tươi sáng, căng bóng, đàn hồi sau mỗi lần sử dụng. Hãy sử dụng đều đặn thường xuyên để hiệu quả liên tục kéo dài trên da bạn nhé. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích thành quả sáng tạo từ nhãn hàng số 1 thế giới với các thiết bị chăm sóc da làm đẹp. Chúng tôi luôn cải tiến để dành những điều đặc biệt dành cho bạn.